Đầu tháng 10 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn trình báo của các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ đầu tư Sequoia Việt Nam. Đáng chú ý có nạn nhân bị lừa gần 16 tỷ đồng. Cụ thể đầu tháng 10, anh Hát ở Hà Nội nhận được điện thoại, một người phụ nữ mời tham gia đầu tư quỹ chứng khoán nhưng anh Hát đã từ chối không tham gia. Tuy nhiên, bạn nữ đề nghị kết bạn qua Zalo và sau đó mời vào nhóm Zalo chia sẻ giao lưu quỹ QCF Capital Việt Nam. Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi, thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt, hiệu quả, nên anh Hát đã tham gia. Anh được hướng dẫn cài app Smart SQV, mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh Hát đã đầu tư mua mã chứng khoán là 14 tỷ đồng, và giá trị sau khi tăng ảo là hơn 30 tỷ đồng. Sau đó anh Hát nhận được các thông báo tạm dừng, từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về. Để rút được tiền, anh Hát phải chuyển tiền phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi nộp xong, anh Hát không liên lạc được với quỹ đầu tư chứng khoán trên. Lúc này anh mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Chiều ngày 13 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Trơn Tiên, 41 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với con trai ông Tiên, 16 tuổi, về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Cả hai cha con ông Nguyễn Trần Tiên đều được tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó vào lúc 6 giờ 34 phút ngày mùng 2 tháng 9, trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô biển số 60A-66800 với 5 xe máy, khiến nhiều người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Qua điều tra, chiếc xe gây tai nạn thuộc sở hữu của ông Nguyễn Trân Tiên. Trong quá trình lái xe trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai, Ninh Thuận, khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, do mệt mỏi nên ông Tiên đã giao xe ô tô cho con điều khiển. Dù Hào không có giấy phép lái xe ô tô, khi Hào lái xe được khoảng 5 km, thì đã tông vào một xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Công an tỉnh Cao Bằng cho biết vừa bắt giữ thành công Bùi Thế Hữu, sinh năm 1981, quê Hương Yên. Hữu là đối tượng bị công an truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 18 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận đơn trình báo của chị DTL, sinh năm 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, về việc bị Bùi Thế Hữu lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2020, chị DTL có nhu cầu nhập thực phẩm nội tạng cho bò. Qua mạng xã hội, chị L quen biết với Bùi Thế Hữu cùng hai người đàn ông khác, sau đó được ba người này dẫn đi xem hàng tại Hải Phòng. Tuy nhiên, do hai bên không đạt được thỏa thuận, giao dịch của chị L với chủ hàng không thành công. Đến ngày 4 tháng 1 năm 2021, dù không biết gì về hai container thực phẩm tại Hải Phòng, Bùi Thế Hữu đã gọi điện thoại, đưa ra thông tin gian dối để thỏa thuận với chị L mua hàng, đồng thời nhiều lần yêu cầu chị L chuyển tiền. Sau khi nhận được hơn 1 tỷ đồng, Hữu mang đi trả nợ và chi tiêu cho cá nhân, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương. Chiều ngày 13 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán người. Nhóm người bị bắt giữ gồm Nguyễn Như Ý, sinh năm 1997, quê An Giang, có một tiền án. Lương Xuân Đại, sinh năm 1976, quê Yên Bái, có 5 tiền án. Và Nguyễn Quốc Vũ, sinh năm 1996, quê An Giang, có một tiền án. Cùng tạm trú tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo cơ quan công an, để có tiền tiêu xài, những kẻ trên đã tìm người có nhu cầu làm việc tại Campuchia, sau đó dùng nhiều thủ đoạn lôi kéo, sử dụng ma túy, dù dỗ công việc nhẹ với mức lương cao. Khi các con mồi đồng ý, Nguyễn Như Ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới Campuchia để bán vào các công ty hoạt động lừa đảo với giá bán từ 20 đến 30 triệu đồng một người. Cũng theo cơ quan công an, nếu các nạn nhân thay đổi ý định không đi, nhóm của Ý sẽ bắt giam giữ các nạn nhân, cắt cử người canh gác. Nếu chống cự sẽ bị chói, đánh đập, chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán. Quá trình điều tra, lực lượng công an còn phát hiện các đối tượng này thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản và cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.